hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Kiến An, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tới dự, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện An Dương. Theo các quyết định số 152, 154 ngày 6 tháng 2 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Kiến An giữ chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy, điều động đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy An Dương về công tác tại Quận ủy Kiến An, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quang Minh và đồng chí Nguyễn Trường Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận những đóng góp của hai đồng chí đối với địa phương nơi công tác, đồng thời mong hai đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Quang Minh và đồng chí Nguyễn Trường Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, hứa sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực rèn luyện bản thân, đồng thời cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của tập thể đơn vị công tác mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.